Cả nhà nhìn xem này. Wow, ớt chuông nhà mình à. Quá chừng bự rồi cả nhà ơi. Hôm nay đi thu hoạch vài trái ớt chuông nha cả nhà. Thì thử xem là hai vài trái thôi, mình thử xem là có ngon không cả nhà. Mình thấy nó bự dữ lắm rồi. Nhưng mà cái quả này nè là em trang cuộc sống ở Mỹ em xí rồi. Nên là mình sẽ để dành cái quả này cho em. Em đặt cọc quả này rồi. Còn quả này nè, với lại có mấy quả bự bự đây, mình sẽ thu hoạch thử vài trái thôi ha. Hôm nay á nhiều nhiều trái bự lắm rồi cả nhà. Trái này thì bữa hôm là bự nhất ha. Bây giờ cái trái kế bên nó còn bự hơn nữa nè. Bên đây nè, nó lại bự dữ dằn luôn á cả nhà. Wow, bên đây nữa nè. Quay cho cả nhà xem mé này nè. Wow, cái trái này cũng rất là bự luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đó, bự ơi bự luôn. Quả này còn quá chừng luôn. Ở cái trái này nó giống cái gì vậy trời? Nè, nó lõm một lỗ ở dưới đây nè cả nhà. Wow, nhìn giống cái bông hoa quá. Đó, thì để mình xem. Ồ, cái quả này nó bị rám nắng nè cả nhà. Đó, rất là nhiều trái luôn. Cái cây này nhiều trái cực kỳ luôn nè. Đó, bao la luôn. Bữa hôm mình nói sao mà nó không có trái này thì quá chừng trái luôn. Nó nhỏ trên đây nè. Thì ít bữa nữa có em bạn em lên chơi thì để dành cho em thu hoạch cho vui. Còn mấy em đây quá chừng trái nè. Wow, trời ơi, cả nhà nhìn xem này. Wow, đã không? Cái ớt gì mà nó sai tiểu quả luôn á, đã thiệt á cả nhà. Đó. Còn này, wow, cả móng tay nè, quá chừng luôn cả nhà. Ôi là nhiều, ơi là nhiều trái luôn. Mà mình ăn đâu có hết đâu cả nhà. Lại đợi bạn lên cho. Đó, đây nè, quá chừng trái này nè. Đó, trái này nè, nó bị rám nắng nè. Đó. Nhưng mà cây bên đây nó không tốt nhiều quả như cái cây bên đây cả nhà. Cây bên đây nhìn nó trái nhiều dữ lắm. Rồi mấy anh đây nè, có một cái quả này. Hôm nay mình sẽ hái một cái quả này mình ăn thử. Mình muốn ăn thử cái quả này. Bữa hôm mình ăn hơi non á, nó không có ngon. Bây giờ mình thấy nó già rồi. Mình sẽ hái quả này nha cả nhà. Mình muốn ăn thử cái quả này. Đó. Đó, đây. Cái quả này nè cả nhà. Màu tím á, rất là đẹp luôn. Có một quả màu tím trong đây nữa nè. Đó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hái một quả này ăn thử. Và một quả màu xanh phía bên đây. Đó, đi qua anh đây đi. Mình đang suy nghĩ không biết nên là hái quả nào để thử đây. Chắc là mình sẽ thử quả này đi. Đó. Đây hai quả này. Mình sẽ thử hai quả ớt chuông. Đây. Rồi, có một quả ớt ngọt bên đây chín rồi nè. Đây này cả nhà, mình thấy là nó bắt đầu chín rồi này. Mình muốn thử quả này nữa luôn. Quả này là quả ớt ngọt. Không biết ngọt cỡ nào nhưng mình thấy nó đã đỏ rồi, chắc là ok ha. Đó, hai ba quả, mình thử ba quả. Đây sắp chín rồi nè, quả này cũng vậy nè. Hai cây này là cây hai cây ớt ngọt. Còn nhiều là ớt cay lắm cả nhà ơi. Ớt cay của mình nay bao la rồi mà chưa chưa có chín, được có mấy quả chín mình muối rồi. Đó, ớt Việt Nam mình đó, cay lắm. Đây nữa nè, nhiều trái cực kỳ luôn cả nhà ơi. Bữa hôm mình chia sẻ trong ớt rồi gieo ớt đầy đủ hết rồi. Đó. Quá chừng sai triệu quả luôn á cả nhà. Cái hàng cà chua này cả nhà. Ủa, nó chín đỏ trơn luôn nè. Quá chừng này, đó cả nhà thấy không? Nè, chín ngọt dữ lắm luôn. Ồ, nó phải phải hái thôi cả nhà ơi, nó chín dữ lắm rồi. Hái mấy quả này luôn đi. Bỏ trong cái này nè. Đó. Quả nào chín quá thì mình hái, hôm nay mình hái mình ăn. Còn hườm hườm thì để lại ít bữa nó hái. Đó, trái này đỏ ơi là đỏ, cực kỳ ngọt luôn cả nhà. Đó, thấy không? Cái này là cà chua ngọt ngọt 1 triệu. Đó. 1 triệu với lại 100 gì đó, tùm lum hết. Mà mình thấy cái trái nó cũng tựa giống nhau, mà độ ngọt cũng giống nhau luôn. Mà không hiểu sao người ta cứ kêu là ngọt 1 triệu với ngọt 100, mình cũng không hiểu nữa. Cái tên vậy á. Nhưng mà là cà chua bi nó tròn tròn này ha, có loại dài dài nữa. Sang năm mình sẽ trồng cái loại dài dài, năm nay mình trồng cái loại tròn, tại vì bác gia ri cho mình cái giống này nè. Đó, ở đây nè. Bao la trong đây nữa nè. Wow, trái bự ơi bự luôn rồi nha. Cà chua bi mà nó cũng lớn dữ dằn luôn á. Trồng ở đây nè, có mấy quả trong đây nữa nè. Rồi 5 quả trong đây. Đó, đẹp không cả nhà. Quanh đây nữa nè. Wow, bên đây cũng được mấy quả chín luôn. Bây giờ mình hái rất là nhiều rồi cả nhà ơi.
không biết bao nhiêu cà chua mình hái cũng cà chua bi rất là nhiều, nhưng mà cà chua bên kia thì vẫn chưa có được chín nên mình chưa có hái. Năm nào cà chua bi nó cũng chín trước so với là cà chua bên kia. Rồi được nhiêu đây đó, ý bây giờ mình sẽ bỏ mấy anh đây đi đó, mấy quả ở đây, hồi lát là mình sẽ bỏ chung hết lên dĩa mình ngồi ăn ha. Qua hái mâm xôi cả nhà ơi, nhìn mâm xôi nè. Wow, cả nhà thấy tưởng tượng, thấy nó trái dễ sợ không? Phải nói là năm nay là mâm xôi là đệ nhất luôn á. Mâm xôi đen của nhà mình á, trời ơi, quá là chừng bao la. Dễ sợ không? Bên đây chín hết rồi nè. Đó, bên đây nè. Wow, trời, mé trên kia nè. Đó, wow, thôi. Bây giờ hái thôi cả nhà, nhiều quá chừng luôn. Wow. Bây giờ nó chín đó cả nhà. Cái trái nó ăn nó rất là ngọt luôn. Bữa hôm hái thì nó không có được ngọt cho lắm, tại vì nó chưa có được chín cho lắm. Hôm nay là chín, ơi là chín rồi, không hái là coi như nó rụng hết. Rồi mấy con bè nó vô nó ăn hết chứ mình không được ăn. Hôm nay hái rồi để dành. Xong rồi đi vô làm mứt. Mứt quét lên bánh mì à nha. Không biết mình có video nào chia sẻ làm mứt chưa vậy ta. Ừ, cái quả này có giòi rồi, bỏ ra đi. Cái nào chín quá là nó có giòi vậy nha. Mà những cái quả chín á thì nó rất là ngọt. Quá, chín quá rồi nè không. Quả nào mà chín là mềm á, nó mềm á, trong nó có giòi mình cũng hơi sợ, mình không dám ăn đâu. Mình thích ăn cái quả mà nó hơi bắt đầu chín thôi chứ không có chín quá cũng hơi sợ. Quá. Nhiều lắm cả nhà. Có ai hái phụ mình không? Cái quả này á hả, mọc dài vậy nha, không cần bón thuốc là không cần gì hết luôn, chỉ có việc hái thôi. Sướng ghê không? Ở bên Mỹ là những cái trái cây như cái mâm xôi đen này là sướng nhất, tại vì nó mọc hoang nó nhiều dữ lắm. Mà không có tự nhiên mà mình trồng á, mình không trồng mà nó mọc vậy đó, nhưng mà nó phá nó đi cũng rất là khó cả nhà. À, hình như là có một bữa hôm mình nghe chị Jen nói là phải là kêu mấy con dê lại nó ăn cả nhà. À, làm như là cái nước miếng của ui nó xóc vào tay nè, cái nước miếng của con dê á nó làm cho cả cái này nè, cái cây này nè nó không có mọc được. Thì may ra thì mới xử được, xử lý được nó thôi, chứ không thôi là không có xử lý được nó. Tại vì đó hình như cũng phải có một cái loại thuốc gì đó. Nhưng mà nó cũng không có hết, chỉ có phương pháp là cho mấy con dê lại nó ăn từ cái gốc cho tới cái lá là nó hết thôi. Đó, mình nghe chị Jen nói vậy. Đó, được mấy trái quá chừng rồi cả nhà. Bây giờ mình làm sao mà leo lên cái chỗ này đây. Đợi mình chút. Rồi, leo lên được rồi. Đứng trên cầu thang leo. Rồi, có xe đi ngang qua là bụi cho coi. Bên đây nè. Au. Ui. Nghe nói cái bà này bà leo lên bà hái. Xong xôi nè. Làm đây sợ dễ sợ luôn. Có nào hái vậy mà con gì con bé nó lại nó giành nó hái với mình không? Nói bà hái mấy quả này của tôi. Tôi đã giành mà tại sao bà lại bà hái đi của tôi. Ôi ui trái nhiều quá bà nhà ơi. Vãi bỏ đây. Ôi cái này nó quá chừng mùi rồi. Trong đây nè. Mùi ơi là mùi đúng không bà nhà. Một cái này chưa? Đó, cái này nè. Wow. Trời ơi, mẹ ơi sao nó nhiều quá chừng vậy nè. Ui. Cả nhà biết không? Lát nữa đi vô là rửa nó sạch đi, xong rồi cả nhà biết ăn gì không? Ăn với kem tươi á. Ăn kem tươi là béo ngậy ngon. À, bỏ cái chân qua đây cho đi. Dỡ qua đây hái nè. Đó. Nhiều không bà nhà? Thấy đã không? Cái này là ai mà đi qua Mỹ đi qua Mỹ mà thích nhất là đi hái mấy cái quả này nè nha. Tại vì ở Việt Nam mình đâu không biết mình nhỏ lớn mình chưa có hái cái quả này lần nào. Từ khi qua Mỹ mình mới hái quả này, không biết ở Việt Nam cái quả này có hay không. Mình không biết nữa. Mà nó cũng tựa như dâu tằm vậy đó, nhưng mà không phải dâu tằm. Lúc mà nó chưa chín y như dâu tằm vậy đó. Nó chua lét vậy đó. Này ngâm rượu ngon lắm. Bổ hình như là bổ thận hay gì đó cả nhà ơi. Nhiều người ta nói quả này rất là tốt, nó mọc tự nhiên mà. Nghe nói mà bên thuốc đông y á bán cái quả này mắc tiền dữ lắm. Wow. Còn bên đây thì thôi, mọc hoang dại. Người ta hả? Cho người ta cũng không dám hái tại vì nó chích cho cái tay đau ơi là đau. Đó, nhiều dữ lắm luôn cả nhà. Ui, phải xuống dưới thôi, ghê quá cả nhà xem nè. Một chân mình nè, qua bên đây nè. Một chân mà đứng dưới đây nè. Dễ dàng không? Ghê quá, thôi xuống cả nhà, xuống. Chừng luôn. Sắp hết mùa rồi cả nhà ơi, nó chín hết là coi như hết mùa rồi. Nhưng mà còn cái mé bên kia nó chưa chín, hái hết bên đây thì mình lại qua cái mé vườn bên kia á, nó bắt đầu nó mới đỏ đỏ vậy thôi nè, là hết bên kia bên đây là mình lại chạy qua bên kia á. À, quá chừng đây tha hồ nhiều video cho cả nhà xem cho vui. Coi đã mắt luôn.
Mấy em bầu mà thấy mấy quả này chua chua như vậy đó ha. Trời ơi, nhiều nước miếng luôn. Mỗi lần hồi xưa mà mình có bầu nam á, mình hay ăn me mà nha. Mà sao con trai á, lại ăn me kỹ nữa. Thường thường người ta nói có bầu con gái thì ăn chua ha. Mà sao mình có bầu con trai nè, lại thêm chua cả nhà. Đó. Wow, trời ơi sao mà nó đã quá chừng luôn cả nhà ơi. Đây, đây, rồi. Cái loại này là loại khác nè cả nhà ơi. Mâm xôi màu đen nè. Cái quả bữa hôm qua mình ăn thử rồi thì mình thấy cái loại này nó nhiều hột hơn. Mà nó cái hột nó cứng hơn so với lại cái mâm xôi bên kia. Cái mâm xôi bên kia cái quả nó mình không biết nói sao nữa, nhưng mà mình thấy cái quả mấy bên đây nè, ăn nó thơm ngon hơn là cái quả bên kia. Mà cái quả bên đây cả nhà nhìn thấy nó khác nhau không? Nè. Đó. Thấy không? Nó hơi khác ha. Nó không có thơm bằng mấy bên đây nè. Mấy bên đây á nó chín nó ngọt mà nó rất là thơm, còn bên kia nó chín nó ngọt thôi mà lại không có thơm. Đó, nó hai loại nó khác nhau, bởi vì cái lá nó khác nhau nha. Cái lá nó nhỏ hơn, cái lá mấy bên đây nó lá nó bự hơn. Rồi đây. Đợi một chút để mình chạy ra mình hái thêm mấy cọng măng tây nữa vào ăn. Lâu rồi không ăn măng tây cả nhà ơi, thèm măng tây quá. Đây. Cái mục này chắc hái được đó. Đó. Chắc nó hư cái cây luôn á. Một này ok ha. Để xem cái một bên đây xem. Cái một bên đây cũng ok này. Mình hái cái một này luôn này. Đó. Hai một ha. Một này cũng ok. Mình hái luôn. Ba một. Rồi. Mình thấy cái một màu trắng bên đây cũng ok. Mình sẽ hái luôn. Đó. Bốn một ha. Wow, bên đây có một mục nữa nè. Nè, đây. Rồi. Hái 5 mục ha. Ok. Đó, 5 mục măng tây. 2 mục màu tím ha. Ủa. 2 hay 3 mục màu tím và 2 mục màu trắng. Đó. Giỡn chút cái vui. Thôi mời cả nhà nha. Mình muốn thử ớt chuông trước cả nhà. Muốn thử cả cái quả này lâu lắm rồi này. Quả ớt chuông màu tím này. Bây giờ nó đã là rất là già rồi. Mình nghĩ chắc là ăn ngon rồi. Trước mình ăn nó hơi tím đẹp quá ha. Nó hơi non á, ăn không ngon. Hôm nay mình muốn thử xem. Nước sốt ra. Trời ơi. Bây giờ nó già rồi á. Ngon quá. Bữa hôm mình hái một quả thử non. Ăn nó không có mùi vị gì hết trơn cả nhà. Bây giờ nó già rồi, nó rất là ngọt luôn. Thật là nhiều nước nữa. Ngon. Để già một chút nó còn ngon nữa. Ngon. Thử một ít cả nhà. Đây là quả ớt ngọt đầu tiên mình muốn thử xem. Ăn nó không có chấm thử xem. Trời ơi, nó còn ngọt hơn cả ớt chuông nữa. Wow. Cho miếng nước sốt chanh vừa ngọt vừa béo. Ớt này ngon. Mình ăn cái ớt này mình thấy ngon rồi ha. Ớt này còn ngon hơn nữa. Wow. Loại này là bác hàng xóm cho mình đó cả nhà. Rõ quá. Ngon quá. Đến măng tây. Đó. Thôi măng tây thôi. Khỏi nói nữa. Ngon quá. Ngọt lị mà. Được rồi.
măng tây ha, ớt chuông ha, ba thứ đều rất là ngon luôn rồi nè. Mình thích măng tây tím ghê á. Là măng tây xanh hơi sát nó ra. Măng tây xanh á nó hơi nhẫn nhẫn, bởi vì mình thích ăn tây tím, màu tím ngon hơn. Ở dưới cái phần này nó mới ngọt, còn măng tây tím á phần bên đây nó cũng ngon mà phần dưới đây nó cũng ngon, còn măng tây xanh là trên cái đầu nó không ngon bằng mé ở giữa này. Ở giữa nó ngọt, trên nó hơi nhẵn nhẵn. Ngon quá. Mình muốn thử một quả ớt màu xanh này lâu lắm rồi. Mình chưa bao giờ ăn cái ớt màu xanh này cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ thử cái quả ớt màu xanh này của vườn mình coi như nào. Ớt màu xanh đó nó không ngon rồi nhà ơi. Ớt màu xanh mình thấy là nấu nướng ngon hơn, còn ăn sống á mình thấy cả cái ớt này nè, ớt đủ, ớt màu á, màu tím, màu tím, màu cam, màu vàng, màu đỏ, ăn sống rất là ngon. Còn nếu mà để nấu nướng á là ớt màu xanh này ngon hơn cả nhà, còn ăn sống nó mình thấy nó không có mùi vị á. Nó không có nhẫn nhưng mà nó không có thơm, nó không có ngọt, nó không ngon bằng cái này. Cái này ngon hơn. Cái này ngon hơn. Để nào dành để mua xào thịt bò ăn. Ăn thử cho biết. Mà ăn cái tím là ngon. Ăn mọi thứ một ít trước ạ. Cái video dài quá. Cái này nó khỏi phải chê rồi nè. Ngọt vậy mà. Hoa chua ngon. Hoa chua là ăn như là mình ăn nho vậy ạ. Hàng năm mình sẽ trồng hoa chua đen. Ăn rất là nhiều chất dinh dưỡng. Ăn đau củ à. Mọi thứ mình đã thử qua rồi. Bây giờ tới phiên mâm xôi đen ăn với kem tươi. Thôi chút nha. Bỏ mấy quả mâm xôi đen lên đây. Đó đó đó. Đó, 4 quả lượt luôn. Hôm nay mình mặc cái áo đen nên là không có nổi bật được cả cái dĩa của mình rồi. Mời cả nhà. Chà. Trời ơi. Nó ngọt rồi, nó béo, nó thơm. Ba cháy con bò chét cả nhà ơi. Ngon quá. Ngon hơn mình tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên mà ăn thử. Đó là nhiều bạn yêu cầu mình: chị ơi, hai mâm xôi đen ăn với kem tươi đi chị ơi. Thế là hôm nay mình ăn liền. Cảm ơn các bạn đã yêu cầu mình ăn thử nha. Ngon lắm. Trời ơi, béo ngậy ngon quá hả. Ăn nữa, 5 quả luôn. Trời ơi, đã thật á. Đấy, cả nhà ai mà ở Mỹ ai ăn cái kem này với lại mâm xôi bao giờ chưa? Ngon lắm.
Trời ơi sao mà đã dữ vậy nha. Ăn nữa ghiền quá. Ơi lát nữa kêu con trai ra ăn mới được. Con trai chắc thích cái món này lắm đây. Chưa từng ngon. Mình ăn rất là nhiều cái mâm xôi đen rồi, nhưng mà hôm nay là mình cảm thấy ngon nhất cả nhà. Bữa hôm mình chua quá, mình đế đái trong quần luôn. Còn hôm nay ăn mâm xôi đen với cả cái kem tươi này, trời ơi nó chín rồi đó. Nó vừa ngọt mà nó vừa béo, trời ơi, hợp khẩu vị quá. Thôi 5 quả hơi bự. À bớt quả. Vị ngọt nó hòa quyện với vị béo sao mà nó hợp dữ à. Cái dâu tây nè chua, cái này là loại loại khác nãy mình nói á. Nay nó chín rồi nó không chua. Bữa hôm mình thử ông quả nó chua ơi chua, nhưng mà nó không thơm. Ông quả này nè nó rất là thơm mà nha, nó rất là cứng cáp. Cả cái trái dâu này nè nó cũng màu đen đen vậy ha, mà nó chín á nó cũng rất là cứng chứ nó không có mềm như cái trái này. Trái này nó chín một phát là nó mềm, vì đó hai cái giống dâu nó mâm xôi xôi đen nó khác nhau, nên là mình để ý á, mình thấy là nó chín đi nữa nó cũng không có, nó không có mềm như cái loại bên kia. Cái loại loại lá bự á nó rất là mềm, nó ngọt thơm. No rồi thôi cả nhà ăn miếng này thôi. Đã quá. Tại đây thôi cả nhà. Hẹn cả nhà các video sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. À.